du học Hàn Quốc vừa học vừa làm. Con đường bền vững nhất cho các bạn trẻ mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, sống tại đất nước Hàn và là công dân Hàn Quốc. Vậy lợi ích của chương trình du học vừa làm tại Hàn Quốc là gì? Nền giáo dục chất lượng cao, chi phí học tập và sinh hoạt thấp. Chỉ cần đầu tư ban đầu tối thiểu khoảng 170 triệu để trang trải chi phí học tập, ăn ở sinh hoạt tại Hàn Quốc trong năm đầu tiên, làm thêm 20 giờ một tuần trong thời gian học và 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ với mức thu nhập cao, đảm bảo chi phí học tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc. Thủ tục hồ sơ đơn giản, đạt tỷ lệ visa cao. Nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các công ty tập đoàn của Hàn Quốc tại Việt Nam. Thời gian xuất cảnh nhanh, kết quả visa trong vòng 3 tháng. Chi phí ước tính để học sinh, sinh viên có thể đi theo chương trình, bao gồm tiền học, tùy vào từng trường, tiền ăn, tiền ký túc xá, tiền nhà trọ và các chi phí khác. Tổng chi phí dự tính khi xuất cảnh. Mức 1, khoảng 170 triệu đến 230 triệu Việt Nam đồng. Học phí 6 tháng, nhà ở 3 tháng và các khoản phí khác tại Việt Nam. Mức 2, khoảng 230 triệu đến 270 triệu Việt Nam đồng. Học phí 1 năm, nhà ở 3 đến 6 tháng và các khoản chi phí khác tại Việt Nam. Với những bạn điều kiện không tốt nên lựa chọn ở ký túc xá trường thay vì ở ngoài. Điều kiện tuyển sinh của chương trình: tốt nghiệp phổ thông trung học và có khoảng trống học tập trong vòng 3 năm. Học lực 6,0 trở lên. Ưu tiên biết tiếng Hàn, chứng chỉ TOEIC. Kỳ nhập học: tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Bạn sẽ làm gì khi sang Hàn? Giai đoạn 1: học tiếng Hàn từ 1 đến 2 năm. Giai đoạn 2: theo học các trường theo nguyện vọng đăng ký. Bạn học hỏi và trải nghiệm được gì khi đi du học? Rèn luyện được tinh thần học tập độc lập, tự giác, thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, ý thức cộng đồng, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Bạn nhận được hỗ trợ gì từ Atlantic? Cam kết visa trên 99%, cơ hội đạt visa thẳng. Đảm bảo việc làm thêm. Chăm sóc sinh viên trong suốt quá trình học. Hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp. Tại Việt Nam, tặng 100% khóa học 3 tháng tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc và Việt Nam. Hướng dẫn tư vấn giúp đỡ xin visa. Tại Hàn Quốc, đón sinh viên tại sân bay, hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Hàn Quốc. Lo chỗ ở và bảo vệ quyền lợi cho sinh viên trong suốt quá trình học tập. Hướng dẫn làm thủ tục nhập học, giúp đỡ tìm việc làm thêm với thu nhập cao. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngại liên hệ tư vấn viên du học Atlantic để nhận được hỗ trợ miễn phí nhé.